Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Bây giờ là buổi trưa các bác nhé. Em tranh thủ lên sóng cho các bác em hàng siêu VIP này các bác nhá. Hàng siêu VIP luôn các bác. Em này thì nói thật với các bác là nếu mà có chim nhá thì em này đấu xòe to. Đấu xòe to có lúc đếm lan luôn các bác nhá. Nói chung là hàng rất là chất lượng, tố chất luôn các bác ạ. Em này thì chân mỏ rất là ok. Chân vàng mỏ vàng các bác nhá. Chim tam hoàng các bác ạ. Dáng dấp rất là đẹp luôn, bóng bụng cũng rất là đẹp luôn. Đầu mặt dáng dấp bóng bộ, nói chung từ kể về giọng hót các bác không thể chê được em chim này đâu. Bởi vì nó quá đẹp các bác. Đấy, các bác có thể thấy là dáng dấp nhá. Từ bóng bộ rồi là tất cả mọi thứ ra đều rất là đẹp, rất là luột là luôn các bác nhá. Em này ngũ trường cao cầu, tam hoàng đấu xòe các bác nhá, xòe VIP luôn đấy ạ. Vì là chim mới về các bác nhá, nên là chưa ra được hết form thôi. Nên là em quay tạm clip cho các bác để các bác xem. Bác nào mà bồ kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nha các bác nhá. Đầu mặt rất là đẹp luôn. Đây các bạn. Đấy, các bạn nhìn đầu mặt nhá. Đầu mặt rất là đẹp luôn, bóng bộ cũng rất là đẹp luôn, chân vàng mỏ vàng các bạn nhá. Dáng thì dáng ngũ trường rồi. Đuôi xòe nữa. Chim mà lông mới tinh các bác nhá. Em nói lông mới tinh luôn nên là chưa thể nói được nên là điện nó mới chưa được ổn định hẳn các bác nhá. Cái thông tin em chim này thì các bác ạ, chim thuần khoảng 80-85% rồi các bác nhá. Cái hàng này thì anh em lưu ý trước khi mua này, anh em lưu ý nhá. Thứ nhất là dành cho những bác là kiên trì nhá. Thứ hai là dành cho những bác là có kinh nghiệm khi kỹ thuật nuôi tốt các bác nhá. Còn nếu như bọn em đây thì nó thật sự với các bác, như con chim này thì cứ treo ra là hot, treo ra là hot, em đảm bảo luôn. Còn anh em nó không biết chơi thì nó rất là khó, bởi vì tránh tình trạng là các bác bỏ số tiền ra mua về con chim nó không như các bác mong muốn thì nó về các bác lại trách cái người bán nó mất hay đi. Nhưng thực tế là con chim ấy rất là hay các bác ạ. Con chim rất là hay nên là em cũng muốn là có một anh em nào biết chơi chim hoặc là có tính kiên trì để gột và chăm sóc em này. Đấy, bóng bộ rất là đẹp luôn các bạn. Em này thì nó thật sự và đúng là quá đẹp trong một cuộc tình luôn. Là chim quá đẹp luôn các bạn. Dáng ngũ trường cao cầu tam hoàng. Đầu mặt đẹp không có một vết gọi là gì là tì vết cả. Thì anh em mà không chơi em này thì chơi em nào đây các bác ơi. Lông lá này quá là mượt mà luôn các bác ạ. Thank you.
video em được khoảng 6 phút rồi nhá. Em xin phép dừng video clip tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Rồi, em xin phép dừng video tại đây ạ. Rồi, xin phép tắt máy nhá. Ok.